Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với video này. Video này chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với tựa game Cawin nhá. Và ngày hôm nay thì mình sẽ vào chơi và kiếm tiền ở trên cái tựa game bài đổi thưởng uy tín nhất của họ nhà Win này. Rồi ok, thì hôm nay thì mình sẽ vào chơi mini game anh em nhá. Này đánh nhanh thắng nhanh này. Đấy, 1 lẻ này. 2 lẻ này. 1 chẵn này. 2 chẵn này, có khi cầu này chạy 22 luôn quá. Làm luôn, nhưng mà mình sẽ không đánh rất là cẩn thận nha. Thằng này mình sẽ đánh theo chẵn đi. Đúng thật này. Thôi cầu khó quá, bỏ qua đi. Chữ gì cầu bắt sai tay đầu thì thôi. Cứ anh em cứ mạnh dạn, anh em ra, anh em thoát ra, anh em vào lại được, chả sao cả. Vẫn ra 2 chẵn à. Vẫn bắt như lúc nãy. Đấy, anh em thấy không? Sự khác biệt nó đến từ đây chứ đùa đâu. Tên này về lẻ rồi. Anh em thấy chưa? Đoán chuẩn, quá chuẩn luôn. Test đã. Hai lẻ, có khi cầu này cầu 321 anh em ạ. Hợp lý chưa? Anh em thấy hợp lý chưa? Thế tên này xác suất về lẻ rất là cao nha. 200 thôi. Đấy, cái gì nó cũng phải bình tĩnh, em không vội được. Tiếp này. Chẵn này. Lẻ này, đi cầu 1-1 luôn à. Ô, ra 2 lẻ rồi. Chẵn tiếp. Pet một tay đã. 1 lẻ tiếp à. Nếu mà về lẻ có khi cầu 1-2-3 tách thật anh em ạ, đúng này. Có khi 1-2-3 tách thật. Ui giời ơi, cầu 1-2-1. 2M đánh về lẻ tên này, hợp lý rồi. Ok chưa? Tên này đánh về chẵn tiếp nha. Vẫn ra lẻ anh em ạ, vẫn ra cầu 2-1, đánh về chẵn tiếp này. Ok chưa? Té đã. Bây giờ phải test rồi, tầm này phải test kỹ anh em ạ. Không test kỹ là không ra được cầu đâu. Rồi, 1 lẻ nữa này. Thế là cầu chạy 1-1 đúng không ạ? Thế tầm này chúng ta sẽ bánh đánh với chẵn này, 500k rồi, nhẹ nhàng. Ui giời ơi, cầu này chạy 22 kinh quá. 3 lẻ rồi, thêm 1 lẻ nữa đi. Chưa biết là có lên 5 lẻ hay không. Nhưng mà cứ phải lấy cái 4 lẻ trước đã. Test. Test tiếp. Nhẹ nhàng. 5 lẻ rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ chơi bài cool 300k này. Ui giời ơi. Chơi bài cool mà cũng khó anh em ạ. Thế là 4-1 này. 4-1. Anh em ta lãi rất là nhiều nha. Cứ bình tĩnh mà chơi thôi. 2 lẻ rồi, 2 lẻ tay này bắt về chẵn đi, nhẹ nhàng. 300k gỡ lại đã. Đúng này. Thêm một tay chẵn nữa. Ôi giời ơi, 211. 211 tay này lên 500k bắt về chẵn tiếp. Ok chưa? Bây giờ là mình lo là chỉ lo nó chạy 11 thôi. Lo là chỉ lo nó chạy 11 thôi. Đấy, anh em thấy không? Lo là lo chạy 1-1 thôi. Ai dè nó không ra 1-1 đâu. 3 chẵn rồi. 3 chẵn mình nghĩ phải theo chẵn thôi. Tầm này bỏ chẵn là hơi phí đấy. Thôi toang rồi. Toang rồi, toang rồi anh em. Cầu chạy như nào đây? Làm hết dây này rồi nghỉ được nhá. Thế phải đánh chậm thôi. 3-2 rồi. 3-2 rồi, làm 1M sẵn nào. Bắt cầu lùi 3-2-1 này. Đó. Làm thêm một tay lẻ nữa là hợp lý đấy. Trời ơi, 3-2-2. 3-2-2 thế là 2. Mình sợ là sợ nó lên 3-2-3 này anh em ạ. Thôi nhẹ nhàng 500k trước. Rồi, không lên 3-2-3 đâu. Có vẻ ấm đây anh em ạ. Thôi được rồi, có lẽ là mình sẽ dừng ở đây thôi anh em ơi. Đấy, theo một cái phương pháp rất là đơn giản đúng không ạ? Cách bắt rất đơn giản, chỉ thiếu
Cần chỉ cần cái cần ở đây là một chút sự quyết đoán và vấn đề là tay nào vào mạnh nữa thôi, đúng không ạ? Ok nhá, video này mình sẽ dừng lại ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video tiếp theo của mình nhá.